Tôi không chắc lắm vì kế hoạch chưa hoàn chỉnh. Lúc tôi bỏ đi, nhưng chắc chắn là bà ta đang bào chế một cái loại dược liệu gì gây bệnh, nhưng mà nó chưa được hoàn hảo lắm. Và bà ta nói cái điểm chính là một cái điểm liên kết. Đó là một cái điểm chính yếu. Điểm liên kết à? Tôi không biết. Điều tôi hy vọng là chúng ta có thể hiểu khi mà chúng ta nhìn thấy nó. Cái điểm liên kết à? Nó có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ tìm ra khi mà nhìn thấy nó. Ở đằng đó đấy. Đó là hang động của Laverna. Lối vào ngay ở phía trước. Nhưng khoảng không gian đó không an toàn một chút nào. Bọn chim lửa sẽ dễ dàng phát hiện ra chúng ta. Thôi được rồi. Hồi cũng không thể tiếp tục bay được nữa. Anh ta đã bị nhiễm bệnh trở lại phải không? Cũng có thể nói là như vậy. Chúng ta sẽ vào bên trong để tìm ra cái điểm liên kết. Tôi sẽ vào trong đó và hành động một mình. Tôi sẽ đi với cô. Không. Nếu đi nhiều người, chúng ta sẽ dễ dàng bị phát hiện. Chỉ cần tôi và viết vòng cổ của Azura là được rồi. Và tôi sẽ cố gắng tìm ra cái điểm liên kết đó. Tôi biết rằng cô sẽ làm được mà. Chúc may mắn nhé.